Theo kế hoạch, Cherry Tiggo 9 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 30 tháng 5. Cherry Tiggo 9 hiện cũng đã mở bán trước với 3 phiên bản cùng mức giá khởi điểm từ 155.000 nhân dân tệ tương đương 516 triệu. Cherry Tiggo 9 là mẫu SUV chủ lực mới của thương hiệu Cherry, cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe. Là mẫu SUV chủ lực hoàn toàn mới của thương hiệu ô tô Cherry, Cherry Tiggo 9 lần đầu tiên mang đến một diện mạo hoàn toàn mới. Toàn bộ xe được xây dựng dựa trên ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới. Cụ thể, mặt trước của Cherry Tiggo 9 áp dụng phong cách thiết kế đặc trưng của gia đình Cherry, với lưới tản nhiệt trước hình đa giác cỡ lớn, nội thất được bổ sung các giải trang trí mạ chrome thiết kế dạng thác nước thẳng, giúp tăng vẻ tinh tế cho diện mạo của xe. Thiết kế phẳng của logo thương hiệu của Cherry cũng làm nổi bật thiết kế hiện tại của Cherry bắt kịp với thời đại. Cụm đèn pha LED dạng ma trận nằm hai bên hốc, hút gió có hình dáng tương đối thanh mảnh với sự kết hợp của nhiều đường gân nổi phía trên nắp khoang động cơ, được bổ trợ bởi thiết kế hốc hút gió 3 tầng bên dưới, cũng cho thấy Cherry Tiggo 9 là mẫu xe hàng đầu của thương hiệu Cherry. Nhìn từ bên thân xe, đèn trước và sau của Cherry Tiggo 9 được nối với nhau, bằng một đường gân thẳng và nhô cao. Ngoài ra, Cherry Tiggo 9 còn sử dụng tay nắm cửa thiết kế ẩn đang rất được ưa chuộng hiện nay, kết hợp với các yếu tố như mui xe lơ lửng làm nổi bật các lớp bên thân xe. Chery Tiggo 9 sử dụng mâm xe hợp kim nhôm kích thước lớn 20 inch đa chấu thiết kế khá trẻ trung. Về lốp xe, nó phù hợp với lốp dòng Air primacy của Michelin với kích thước thông số kỹ thuật là 245/50R20. Về kích thước bên ngoài, Chery Tiggo 9 có chiều dài, rộng, cao thân xe lần lượt là 4820 mm, 1930 mm, 1699 mm, chiều dài cơ sở 2820 mm vượt qua Tiggo 8 Pro và trở thành mẫu SUV lớn nhất trong gia đình Cherry. Nội thất của Chery Tiggo 9 được thừa hưởng những kỹ thuật thiết kế mới nhất của gia đình Cherry. Đối thủ của Toyota Fortuner được trang bị vô lăng đa chức năng 3 chấu đáy phẳng, màn hình kép tích hợp 24.6 inch, bao gồm bảng đồng hồ full LCD 12.3 inch và màn hình, điều khiển trung tâm 12.3 inch. Chery Tiggo 9 còn được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8155 và được trang bị hệ thống Lions, Hizun Lion Hyun Lion 5.0 thế hệ mới. Về cấu hình sức mạnh, Cherry Tiggo 9 sẽ là mẫu xe đầu tiên ra mắt mẫu xe được trang bị động cơ côn Power 2.0 lít công suất tối đa 192 kW khoảng (261 mã lực) và mô xoắn cực đại 400 Nm. Hãng cho biết các phiên bản sử dụng hệ thống Plug-in Hybrid phép cũng sẽ ra mắt trong thời gian tới. Cherry Tiggo 9 có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là 4.5 giây.